thầy xin giới thiệu bài thể dục liên hoàn khối lớp 9 dành cho nam, bao gồm 45 động tác. Trong tuần này, chúng ta sẽ tập từ nhịp 1 đến nhịp số 7. Tư thế chuẩn bị nghiêm. 1 2 3 4 5 6 7. Chúng ta tập đến nhịp 7 chúng ta dừng. Và tuần sau chúng ta sẽ tập từ nhịp số 8 đến nhịp số 16. Bây giờ thầy sẽ làm ngang cho các bạn xem. Tư thế chuẩn bị nghiêm. 1 2 3 4 5 6